Hải xin được mến chào tất cả quý anh em tạo máy và mọi người. Thì ở video ngày hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái ban nữa trên hệ thống khóa thông minh Smart Key để cho tất cả quý anh em tạo máy nào chưa va chạm thì anh em có thể tham khảo. Thì hiện tại mình đang có một cái bộ ổ khóa này mọi người, cả cụm khóa, cả ECU, FOB, có con xe AB 150 thì anh em nhờ mình kiểm tra hộ. Thì con này nó gặp cái tình trạng là thứ nhất bấm tìm xe không được là một rồi này, và thứ hai lúc được lúc không, và thứ ba là lúc đánh thức được cái công tắc này này mọi người này, lúc đánh thức được lúc không, và thứ tư đó là cái núm khóa này này của mình này. Lúc mở lúc không và nó có hiện tượng là cái đèn lên nó khóa lên mọi người, nó chớp nháy liên tục. Thì những cái video ấy, về khóa này mình chia sẻ anh em rất là nhiều rồi, thì hôm nay ở video này thì mình sẽ phân tích kỹ hơn một chút ở trên cái dòng khóa hai lút đối với dòng xe AB lít 110 mà đời mới này nhé mọi người nhé. Thì ở những video sau thì mình sẽ ra một cái series về từng đời khóa một để cho anh em tham khảo đời 2 lút, 3 lút và đời mới hiện tại bây giờ, chân ECU 20 rắc, 21 rắc, rồi 33 rắc. Ok ạ. Thì khi mà nó bấm tìm xe không được ấy, thì ở video này mình chia sẻ cho tất cả những anh em cái cách làm thủ công không cần phải máy. Đối với những anh em không có thiết bị kiểm tra khóa, không có mô hình kiểm tra khóa thì anh em không cần cũng kiểm tra được. Anh em chỉ cần làm sao nắm được kỹ được cái căn bản cái cốt lõi thì bất cứ một cái đời khóa nào anh em cũng đều kiểm tra như vậy cho mình, được chưa? Và không cần bất cứ một cái mô hình nào. Nếu khi mà anh em hiểu rồi, ví dụ đơn giản như hiện tại mình đi, chỉ cần một cái bình ắc quy đúng không? Chế 1 2 3 cái bóng vào đây để làm sao thể hiện được là cái bóng đèn smart key hoặc là cái bóng đèn xanh nhan hoặc quả chip của mình, vân vân, được chưa? Rồi, đầu tiên trong trường hợp mà bấm cái tìm xe như này đúng không, mà đèn của mình nó không sáng, ở đây mình thay một cái bóng đèn led bằng cái bóng đèn xi nhan mọi người này, anh em quan sát được giúp mình đúng không? Đó, khi bấm tìm xe mà lúc này đúng không, đèn xi nhan của mình nó không sáng, rồi còi chip không kêu, thì đương nhiên những cái gì đơn giản nhất như anh em đi kiểm tra chắc chắn là một là đúng không, anh em sẽ kiểm tra FOB trước xem đèn trạng thái của cái FOB này lúc này nó có sáng không. Nếu trong trường hợp có sáng thì chứng tỏ là cái FOB này pin của mình còn tốt đúng không, và có những trường hợp mà thậm chí đèn sáng rồi anh em vẫn tháo ra để thay pin nhưng bấm tìm xe là vẫn không được. Và thứ hai là anh em kiểm tra ắc quy đúng không, xem ắc quy của mình điện còn điện không. Trong trường hợp mà hai yếu tố này tốt rồi đúng không, đương nhiên đối với dòng xe mà có trang bị khóa này thì lúc này anh em sẽ đi kiểm tra cầu chì vách úp xem cầu chì của mình có cháy không, đúng không? Trong trường hợp mà cầu chì không cháy thì lúc này bắt buộc anh em phải đo được tại chân SU của mình là chân nguồn và chân mát, trước nguồn trước khóa và mát, xem lúc này có hai cái tín hiệu vào đầu vào tại chân SU này nó có tốt không. Thì đo mát thì rất là dễ rồi, anh em sẽ đo thông mạch đúng không, cái chân A12 của nó xem có thông mạch cho mát sườn không. Nếu mà trong trường hợp có thông đúng không, mình kết luận dây mát của mình tốt. Và tiếp đến anh em sẽ đo dây nguồn 12V. Đo dây nguồn 12V ở đây có mấy cái trường hợp anh em cần phải lưu ý cho mình như thế này. Khi anh em đo tại chân này có nguồn 12V bằng cách là anh em đo đồng hồ đúng không, chọn đăng thoa điện áp một chiều DC V rồi, có nguồn 12V rồi. Nhưng đôi khi trong trường hợp mạch dây của mình nó bị đoạn mạch, bị mô ve, bị tiếp xúc kém đúng không, thì lúc này để khẳng định chắc chắn được nguồn có đủ chưa, anh em nên dùng một cái bóng có tải để đo cho mình. Đấy là cái yếu tố khi mà đo nguồn bất cứ một cái mạch điện nào nha mọi người nhá. Anh em lưu ý vấn đề đó để tránh sau này trường hợp mình chỉ đo bằng điện áp không. Đôi khi cái bình ắc quy của mình đúng không, cái điện bình điện của mình hết nhưng mà cái anh em đo bằng cái điện áp thì nó vẫn còn, nhưng mà cái ampe này ở trong cái bình này nó không còn. Nên là anh em phải lưu ý vấn đề đó cho mình, được chưa? Còn khi mà anh em đã kiểm tra được làm sao FOB tốt rồi này, bình ắc quy của mình tốt rồi này đúng không, nguồn và mát cấp về tốt rồi, nhưng anh em không biết là do hỏng cái FOB này hay hỏng con SCU này, và anh em không có thiết bị kiểm tra, không kiểm tra được cái sự đồng bộ của FOB này, nó có đồng bộ với SCU này chưa đúng không, hay là hỏng con SCU này, thì làm cách nào để kiểm tra được vấn đề đó thì cũng rất là dễ thôi, mình cũng chia sẻ anh em rất là nhiều rồi. Thì lúc này bắt buộc anh em phải kiểm tra và nhập mã ID khẩn cấp cho mình xem lúc này có mở được khóa hay không, đúng không? Bằng cách này sao ạ? Lúc này đối với dòng xe này thì anh em sẽ chỉ việc làm sao nhấn vào giữa nút rè trong vòng tầm khoảng là 75 đến 10 giây đúng không? Và lúc này cái đèn trạng thái ổ khóa của mình trên màn hình đồng hồ ví dụ nó sáng lên, thì lúc này anh em sẽ làm sao thao tác nhập mã ID ở trên con hệ thống khóa trên xe đó xem xe của mình lúc này có mở được không. Nó sẽ xảy ra các trường hợp như sau. Lúc này nếu mà xe của mình mở được núm khóa đúng không, lúc này có nghĩa là nhập mã ID đúng không,
mà cái chốt từ của mình ở đây có nhảy đúng, chứng tỏ là con SU ở đây của mình nó có làm việc. Thì lúc này mình khẳng định được luôn, một là cái FOB này của mình này có rất là nhiều trường hợp cầm nhầm FOB, cầm nhầm chìa khóa đúng không, hoặc làm sao cầm nhầm, nhưng mà nhá, cái trường hợp cầm nhầm rất là nhiều rồi đấy. Nhiều khi là cái khóa này gần như mọi người thấy không, nó rất là giống nhau, nên là đôi khi những có những trường hợp mà khách hàng cầm nhầm hoặc là anh em cầm nhầm dẫn đến tình trạng cũng bị như vậy cũng có đúng không. Thì lúc này ví dụ mở được thì mình kết luận luôn là cái FOB của mình là một là nhầm, hai là hỏng đúng không. Thì lúc này chỉ cần việc làm sao tiến hành đăng ký một cái FOB mới vào cho con SCU này. Còn trường hợp mà khi mà nhập mã khẩn cấp vào tại chân này rồi không được thì chứng tỏ luôn làm sao con này bị lỗi. Có được chưa? Đấy là cái trường hợp mà khi mà anh em không có thiết bị kiểm tra, anh em chỉ cần đấu lối đơn giản như này thôi, không cần phải đi mua hình nọ, không phải mua thiết bị kia cả. Nếu mà có điều kiện thì mình mua thì có mô hình của mình trông nó đẹp hơn, hoặc là có thiết bị thì nhiều khi mình kiểm tra thì trông nó oai hơn thôi. Còn nếu mà anh em nào có kỹ năng, có kiến thức rồi, gần như là anh em không cần, mình bản thân mình chỉ cần như này là xong rồi, được chưa? Rồi tiếp đến cái trường hợp tiếp theo, trong trường hợp mà khi mà bấm tìm xe được đúng không, đánh thức tại đây đúng không, lúc này không có đánh thức được ổ khóa và cũng không xoay được luống khóa, này làm cách nào để kiểm tra? Thì để kiểm tra nhanh nhất đúng không, là lúc này là không biết là do cụm ổ khóa hỏng hay là do mạch dây của mình hỏng hay là do công tắc đề hỏng đúng không. Thì cái trường hợp này anh em chỉ kiểm tra làm sao, đối với cái dòng này kiểm tra ổ khóa rất là dễ, tại vì đối với dòng xe cụm khóa trên dòng xe AB Elite đời mới này đấy, thì ở cái van từ của mình ở đây mọi người này nó có một cái rắc đúng không, khi mà anh em tháo ổ khóa là sẽ có rắc cấp nguồn cho van từ ở đây ở đằng sau đít cái ổ khóa này mọi người này đó. Thì lúc này anh em chỉ kiểm tra loại trừ cái ổ khóa cho em, trong trường hợp mà anh em cấp nguồn vào chân âm và chân dương tại cái rắc đó, xem cái chốt từ của mình, cái van từ ở đây có làm việc không. Nếu trong trường hợp mà nó có làm việc, chốt từ của mình nó có rút chốt thì chứng tỏ khóa này của mình tốt. Còn trường hợp mà khi cấp nguồn âm dương đây, chốt từ không nhảy mà không xoay được, thì lúc này anh em tháo ra tiến hành kiểm tra cái van từ của mình, cái chốt từ trong đây hoặc là cái rãnh cơ khí trong đây nó bị kẹt, ok chưa. Còn trường hợp mà khi kiểm tra tốt rồi mà đánh thức tại cái công tắc này bằng này, bây giờ mình nhấn này đúng không, van từ không chốt, thì bắt buộc lúc này làm sao ạ, anh em phải đo cho mình được cái tín hiệu mát vào cái công tắc đề này, xem có mát chưa. Khi mà có mát vào đây rồi đúng không, anh em phải, khi anh em nhấn nút đề này nó cũng phải có tín hiệu mát gửi về, gửi ra cho con SCU này, được chưa. Rất là dễ thôi, trên cái hệ thống khóa xung quanh này nó chỉ xảy ra mấy cái ban thôi, một là bấm tìm xe không được này đúng không, hai là đánh thức không được này, và ba là nhấn tìm xe, à xin lỗi mọi người, ba đó là xoay luống khóa không được. Và thứ tư là cái lỗi đồng bộ. Lỗi đồng bộ thì nó rất là dễ rồi, cái đấy gần như là ai cũng biết rồi đúng không, nó mất cái dây tín hiệu từ SCU hoặc từ ECM giao tiếp với nhau, nên sẽ tình trạng báo lỗi đồng bộ, đèn nó nháy tầm khoảng 4 nháy, nó kêu bíp bíp 4 nháy đúng không, cái đấy dễ rồi. Nhưng quan trọng nhất là cái hiện tượng mà bấm tìm xe không được này và đánh thức không được này đúng không, và xoay luống khóa không được. Thì ở video sau ấy thì mình sẽ ra một cái series về khóa này, sẽ làm chi tiết từng mạch, từng màu dây, từng chân một đời xe một để anh em kiểm tra. Hiện tại ở trên cái mô hình này là mình đang làm sao chia sẻ với anh về cái ban mệnh và cái cách kiểm tra. Ở đây nó không có màu dây chính xác của cái từng vị trí chân, nên là anh em xem đây sợ anh em không hiểu. Và nếu mà anh em thật sự mà còn bất cứ một cái thắc mắc nào chưa hiểu sâu về cái hệ thống khóa này, anh em cứ comment để lại một cái bình luận ở dưới video này, thì mình sẽ ra video để trả lời cho anh em. Thứ nhất là tìm xe không được này, đánh thức không được này, bấm vặn khóa không được này, hoặc là khóa chập chờn này, lúc nhận lúc không này. Mình sẽ trả lời cho anh em tất cả những cái cách kiểm tra. Hiện tại ở video này thì mình chủ yếu là chia sẻ ban bệnh bấm tìm xe không được thôi. Bây giờ mọi người này, để ý này, bấm tìm xe này đúng không? Bóng của mình sáng này đúng không? Ok chưa? Thì nguyên nhân chính của con này ấy, thì khi mà mình kiểm tra được về cái hệ thống khóa thông minh trên xe mình đưa lên, mình đánh thức được đúng không? Và mình mở được đúng khóa. Đó, bây giờ mình xoay khóa này mọi người này. Đúng không? Đó, thì mình khi mình kiểm tra được cái bộ khóa này tốt rồi thì mình chỉ hướng dẫn cho anh em kiểm tra lại mạch dây đúng không, nguồn anh lo nguồn chuẩn chưa, mát có chưa. Và anh em lưu ý cho mình này, nếu mà trong cái trường hợp mà đồng hồ ở trên cái dòng xe của mình ấy bị chạm chập, hoặc là cái mạch đèn ở cốp của mình chạm chập, khi mà nó chạm chập thì nguồn cấp cho con SCU này không đủ, nó cũng xảy ra tình trạng đúng không, bấm tìm xe không được cho mình nhá. Nên anh em lưu ý sau này anh em kiểm tra nguồn và mát cấp vào tại này, anh em chỉ nhớ cho mình này, đo bằng đồng hồ điện tử rồi nhưng anh em nhớ
phải đo bằng bóng có tải, xem là lúc này bóng của mình có sáng không hay là sáng mờ, sáng yếu. Thì đấy là cái cách kiểm tra anh em cần phải lưu ý. Thì thôi, video này mình cũng chỉ muốn chia sẻ ngắn gọn như vậy. Thì ở video sau thì mình sẽ chia sẻ anh em chi tiết và đầy đủ. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay và hữu ích, mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ và chia sẻ giúp mình. Rồi, mến chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chào tất cả mọi người.